Thì nãy giờ là từ chiều mấy tiếng rồi Quy? 4 tiếng rồi. Giờ là khoảng 8 giờ tối rồi, mình đi thăm cái lưới thì chiều mình văng lưới thôi. Hay là hệ thống đèn của bọn tôi rất là đầy đủ luôn. Tổng cộng tôi 3 cái, thằng kia 1 cái là 4 cái hả? Thêm cái lát nữa. Thêm cái lát nữa. Nhưng mà không đủ sáng. Nè tôi kể cho vậy nha, vậy mấy bóng quyền đi 1 2. Đâu hết bóng nữa rồi. Nhìn như thằng đèn. Thấy không? 4 bóng luôn nha. Tôi là 3 bóng, thằng kia 3 bóng á. Đủ sáng không? Cái điện thoại nó tối quá. Đi thôi. Đi mày lấy đèn này đi. Đèn này ha, mày lấy đèn này đi. Ok, đổi đèn. Đèn này sáng không? Đeo cho tao luôn đi. Sáng dữ lắm. Mày đeo gì lỗ tai hả? Không gòn. Chi vậy? Tao bị rầy chui lỗ tai. Sợ rầy chui vô hả? Ừ. Rồi đi. Hệ thống đèn. Khô máu. Đi soi 4 đèn. Thì đèn thấy ghê không? Vậy chứ đủ sáng không? À, thấy sáng không? Chứ ở ngoài là sáng dữ lắm luôn á. 44 mà đây này. Còn tôi không có đủ tiền mua cái mấy cái lát bự để mà quay, mua mấy cái đèn pin nhỏ này, tổng cộng 4 cái đèn. Đèn của gia đình là thôi bỏ qua vụ đèn đi, giờ đi vợ cá này. Cá thì mình đem cái thao. Các bạn nhớ đừng đem cái thùng cao cao nha, là cá đổ hết. Đem cái thao nó bằng bằng á. Bỏ nước mình kéo. Không bị lật. Đoàn đồng hành chúng ta hôm nay có một con chó. Chúng mình muốn làm món thịt chó luôn. Chó. Họ treo đường nào quên rồi Bí. Đây. Thôi đi đường cũ đi. Đường cũ đi sao mình đi vậy đi. Đi vô đi cục. Hình như đây nè. Ờ à, đúng rồi đường này nè. Xuống đi. Thấy đèn nhiều quá. Đi âm lưới. Sao đó? Dữ không? Đi lưới. Dữ không? Giống. Đủ sáng luôn rồi đó. Xuống mày. Âm lưới à. Rồi. Quả chơi hả? Văn người chưa? Xuống đi Quy. Đi làm cưới hả? Ờ. Ở ngoài chơi. Đi thăm lưới cái. Thấy đủ sáng chưa? Đây đủ sáng rồi đó. Xe tải luôn. Hai thằng đi làm đi thôi gì mà nhôi trời đèn. Ê, mày ôm cái đó là mày cứ chừng đi. Đi. Đi chơi ăn. Đi thăm lưới rồi. Mai ra nhậu cùng nhau này nó xỉn luôn. Má lạnh. Trời ơi. Ê. Ủa. Sao ý vậy? Giờ thấy rõ rồi. Tôi ôm hai cái đèn hai cặp nhũ. Dạ rõ chưa? Hả? Dạ ok. Cũng được. Đâu bạn. Hôm nay là mình đủ đèn như vậy là mình phải kiếm khoảng 1 ký cá nghe. Nè, thấy sáng chưa? Được đó. Tôi nói cho các bạn biết nha, giờ bây giờ là nhìn cái bộ dạng của tôi mà ôm 3 cái đèn, 2 cái đèn. Để tôi tả luôn cho. Hai đèn hai bên ngực. Một cái đèn ở trên đầu là 3 cái đèn. Thằng Quy một cây nữa là 4 cây. Nó nhìn vô tôi y như là thần đèn vậy đó. Này, đắt. Ê, mày giống cái trụ giao thông. Trụ giao thông. Đây cặp đèn của bọn tôi nè. Mày cam trước lên. Thôi, bậy thấy mặt sao? Đó, cặp đèn của bọn tôi đó. Đây là cặp mà tôi đang cầm. Một cái trên đầu nữa. Kiếm cái cặp thôi. Ghê. Bạn thấy không? Đây rõ mình phải. Từ từ ơi, biết đâu có cá nào. Đúng rồi, lại kia dở cái lưới kia luôn. Ừ, cái lưới. Mà chia mình văng hai tay lưới mà. Trong những giờ này đi làm gì á? Anh biết gì, kéo này theo. Nước bây giờ là đủ lạnh luôn rồi các bạn. Không lạnh rồi, là tiếng gì mà. Nữa đi mà lông nước mà không kêu không lạnh. Đây. Câu cá không? Mở hàng nha. Mở hàng nha. Ê bây giờ mình phải gọi là mình cầu nguyện gì chứ. Sao rác không vậy? Rồi dở rồi, cứ dở thôi. Dở lên thôi, mai mình thở một lần nữa.
có con kia. Đây. Đây dễ ăn đây, chưa? Còn sống luôn. Không, không. Lót cái thao vô, lót cái thao vô. Các bạn nhớ là mình gỡ cá lót thao vô. Con cá. Các bạn thấy không? Đủ sáng chưa? Đủ sáng chưa? Đủ sáng chưa? Đấy, một con cá đầu đồng ha. Mập mập không bị bắt luôn các bạn. Mập mập. Thấy không? Thế. Mùa này mập ghê đúng không? Mùa lũ mà. Con đầu tiên. Em mai em chiên ha. Đi mày. Thanh niên biết gỡ cá không? Cầm nhẹ nhẹ thôi, gỡ cái đầu ra. Vút nhẹ nhẹ đó là ok thôi. Ngồi im đi, tao giải cứu cho. Sửa ra nghe, nữa ra nghe. Nè các bạn coi không, cá mập lù luôn. Con nào quay vui không quay. May mắn nghe. Rồi rồi đây coi, để coi lưới coi. Mình phải làm bắt được một con. Để tôi lao cho mày đi bắt đi. Tôi lao cho. Chạy chứ. Rác không vui. Chiều mình ăn còn rác không vậy? Chiều chắc chạy dữ quá. Ít nhất cũng phải có đủ 10 con là mình có đủ ăn nha. Không có dở thôi quay, dở lên thôi. Này. Không cá bự cái ghê. Chết luôn rồi. Chết luôn hả? Kệ nó, bây giờ mình núi nha. Cá gì đây? Cá rô luôn. Con. Ủa con này sau này nó mập dữ vậy ta? Dứt mạnh ra quê rồi, cá nhỏ mà. Dính cái miệng. Hai con. Con này chắc nó mới đẻ. Cá bình tích. Đi đây. Lạnh không? Lạnh quá mày. Nè, rô biển. Còn sáu. Đây đây, cái này là cá rô biển nè. Hồi chiều tôi nói. Đây, đây, rồi nè. Hồi chiều tôi nói mà các bạn cá rô biển, không biết mấy bạn coi cái gì chỗ tôi gọi là cá rô biển nha. Bỏ cái rô đi đi. Chết. Để nó thấy. Cứ để vô cái thao mình gỡ là nó không bao giờ không có xảy, cũng nhảy vô thao thôi. Cá này ăn không ngon bằng cá rô đồng. Khó ăn, ngon. Không, không ngon bằng cá rô đồng. Con nào con này cũng mập hết ta. Đây. Có vẻ hợp lý nha. Nãy giờ mình bước có 10 thước nhiêu. Con à. Dài. Đây. Cái gì vậy? Không. Nhiều khi mình đi ăn gì mà nó còn dính cua vô nó cắn mình đứt lưới của mình. Ghét những cái con cua. Có cái càng á. Kẹp cái này nè. Xoay vô cái lưới không thôi, còn đâu. Lưới đây nè. Có thằng nào đâu. Còn nghe có khi dính rắn luôn các bạn. Rắn nước á. Rắn trung. Rắn nước. Mạnh vui ạ. À. Nhanh về quê. Dính con cái sạc. Nó sặc luôn hả? Sặc, sặc mau chết rồi. Thôi nó dậy kìa. Nó dậy riết giờ nó chết nhát rồi. Còn sống ơi. Còn. Bỏ ra đây nó chảy nè. Nó dậy à. Quấn vào lưới tùm lum ra. Lâu quá không đi văng lưới nên giờ mà gỡ nó không còn thuần thục như xưa nữa. Không, chậm mà chắc hả Huy? Cứ từ từ mà gỡ thôi. Mai có cá ăn. Mai mình chiên lên cái mình dầm nước mắm. Sao hồi nãy chỉ không có mà. Chỉ có thôi. Với rau lan hả Huy? Ừ. Súng ha. Mai bắt cơm. Mai chút nữa mình đi, ngày mai chứ. Mình đi hái rau lan ở nhà đó. Ừ. Luộc lên. Sáng mình làm. Vừa quay đây nè. Gom hai đàn dĩa lưới á. Cặp nhũ. Cặp nhũ. Gom cặp nhũ bây giờ lấy. Nó khó nha các bạn. Mình quay hai tay. Cặp ôm cặp đèn. Rồi một tay cầm cái máy quay. Cái đầu mình phải chỉnh cái đèn cho chính xác nữa. Rất là khó, phân tâm lắm. Một dạng của mình rất là hài hước. Ở ngoài nó nhìn vô nó
đi thăm lưới gì mà đèn nhoi. Nãy giờ không có con cá trê nào ta. Nãy giờ mình mới không muốn ăn. Sao sao cái này sao chỉnh cho cầm đèn chỉnh cho ngay quay cho đẹp. Đây ta. Hy vọng là dính một con cá trê bự bự. Con gì vậy? Con rác. Con rác hả? Mùa giăng lưới á thì nước mà nó mới tràn về á, lúc đó cá nó mới chạy, nước lớn á, cá theo nước nó lên đồng, nó đi ăn, nó rẻ rồi nó đi ăn nữa, mình ăn nó chạy lắm. Trời, dính con rồi nè, xanh luôn rồi. Còn tôi thì nó không có nè. Hay rồi cá trê hay gì á? Cá trê hả? Không cá rô mập như con heo luôn, chết rồi, bỏ vô đi Quy. Ồ cá rô khổng lồ, nó mập này rồi, có trứng luôn nè, nó mập ú luôn. Ồ nãy mình đi thăm sớm xíu hơn, cái này không xấu, không chết ha, xâm thăm tầm 2 tiếng ha. Con nào sống mình đem về mình rộng, con nào chết thì mình mổ ra mình muối luôn, lập khô mai mình chiên ăn. Con này bụng bự quá sao lại ta, chết hả? Cái bụng bự quá nè. Các bạn thấy con cá nè. Con cá rô nó mập mà như có chữ không Quy? Cảm thấy có chữ hay quá. Không có lỗi. Đây. Ồ, con này con đực. Ốm nè. Sao biết con đực luôn hả? Bắt nếu biết luôn hả? Ai biết đón vậy thôi. Chắc hai vợ chồng đi chung với nhau rồi con dính đây, con dính kia cũng có cùng số phận. Rồi con này cũng mập lù luôn. Con bự quá, mình mở ngược là đi Quy ơi. Còn sống không? À. Ok. Này nè. Hai con cá rô nó mập như con heo. Cái này là mùa này nó mập vậy không ấy, chứ không phải cá nuôi đâu mà. Có nhiều bạn lên hỏi nói với tôi là đi nuôi mua cá đồ. Cá này cá rô địch nó lũ nó chạy nó ăn nó mập như con heo nè. Bắt được 2 phút. 4 con cá bự rồi. Cá nhỏ học tính nha. Đi tiếp thôi. Cá nhỏ là hàng khủng bãi. Hồi nãy phải kêu thêm nhóc nữa, nó theo nó cầm phụ đèn rồi ha. Hai thằng này nó hơi buồn, lạnh. Nhiều ở đây có nhiều anh nhiều bác á. Đi giăng lưới xa, chỉ leo lên ghe đi thôi, đi qua cái đồng khác xa cách đó mấy 5-6 cây vậy, giăng lưới rồi họ ngủ trên ghe luôn, một đêm họ thăm 2-3 lần 3-4 lần rồi hết cái tay lưới đầu tiên. Tay lưới thứ hai coi nãy giờ mấy con, 2-4 con cũng được chứ, nhiều giờ có 3-4 tiếng mà. Rồi giờ mình qua cái tay lưới bên kia đi. Đi qua cho tôi qua anh kia nha, tắt video cái. Tắt camera đi. Đi ướt. Điền thì thấy. Lạnh quá các bạn ạ. Đang đi mà lông nước nữa. Nãy nhảy qua cái đường mương tôi hụt xuống tới bụng luôn. Ướt giờ nó đang lớn lên mà. Dâng lên đó. Cá chạy theo mình đi vòng qua bên kia lưới mình gỡ nha Quy, để ba cái bùn nó chạy vô lưới rồi nó không may mình cũng gỡ cực lắm. Đứng ở phía dưới của cái chiều á thì nó chảy á, không biết cái tay lưới này nó ngon hơn tay lưới kia không. Lên thôi. Hy vọng là nó đi một con kìa. Thấy không? Thấy nó không? Ừ. Rồi.
còn sống. Bự không? Một sai. Cá rô biển. Cá rô biển nó khác cá rô đồng, là cái lưng nó có đặc răng với lại cái hình nó dẹp hơn ha. Ở ngoài kia có gì vui quá ha Huy. Đám cưới. Đám cưới hả? Nhạc sống hả? Vui. Xa lắm nha các bạn. Đây là ngoài khoảng mai 2-3 cây á. Tại giờ nước lũ á, âm thanh nó truyền trên nước nhanh lắm, nó lan xa, nghe rõ. Tôi nói vậy chứ ở dưới kia nhà là anh đang có thể nghe. Nãy anh cô định đi gỡ mà điện thoại ở trong nhà nó reo không còn nghe mà. Là anh thính bịt lỗ tai. Bịt lỗ tai đó kìa. Anh Niên không biết gỡ cá rồi. Sợ cá đau. Lạnh quá Quỳ ơi. Thì mấy con cá mấy giờ một số người cá dính nhiều quá người ta gỡ lâu lắm, người ta cuốn luôn đem về nhà người ta gỡ sao chứ không ai gỡ như vậy đâu, mình gỡ không chuyên nghiệp. Không sao, găng mà có dính cá là dữ đúng không, là ngon rồi đó. Thằng sâu à, chậm mà chắc mới vừa chê. Đây. Nó dính gì mà nùi nùi các bạn ạ. À. Sao mùa này toàn cá rô biển. Lụm à? Cái thao Quy ơi. Lụm cái đưa quanh kia Quy. Quy là rút trước mặt. Giờ lớn lên. Cá biển hả? Rô biển. Rô biển nữa rồi. À, cá rô biển nó khác cá rô đồng phải không? Cá rô đồng nó đâu có phải rằng rằng ở cái bụng ở đâu. Cá rô biển nó rằng rằng. Nó dẹp. Nó dẹp hơn nữa. Cá rô đồng mập như con heo luôn. Đây con nữa. Từ ngoài biển bơi vô đây chắc nó giống tôm. Nó chứ không biết sao mà người ta gọi cái cá này cá rô biển nữa. Nó không phải ngoài biển đâu. Chắc nó dẹp dẹp, nó biển biển không biết. Ngày hồi xưa tôi câu luôn con cá rô biển bằng bàn tay á. Mày đó biết không? Biết. Tôi cửa nhà mày gì? Nước mà con cần thử nhắc kêu giật gì. Câu cá bằng mồi trùng á, giật lên một cái con cá bằng bàn tay á, nhiều lắm. Mấy đứa nít bằng bằng tuổi à? Giờ không đồ. Có đâu. Các bạn nghĩ lên một con cá rô biển mà tôi kho một cái nồi kho mà ba ống người ăn như một lỗ heo rau hẹ nữa. Bự lắm, cá này còn bự lắm. Ở dưới sông nước lũ nó lên nè, lên nè. Mày mà mấy con cá bự rô biển bự nó ít lên trên ruộng á. Cá nhỏ lên thôi. Vui nhờ. Đám cưới mùa lũ. Quê em mùa nước lũ và đám cưới mùa lũ không. Còn tiếp theo. Cái này có vẻ là nó chạy hơn cái tay lưới hồi nãy ha. Chứ sao không? Cái đám ruộng này nó có cái hầm sâu sâu dưới kia kìa. Cá ngày nắng nó rút xuống đó. Đêm lên nước chảy nó lên nè. Vậy là mốt rút kinh nghiệm nha, ngoài kiếm những cái bờ bị tràn kiếm những cái đám mà có cái hầm nữa sâu sâu á, nắng rút xuống không có. Quỳ nè mấy bạn thấy không, thôi để tôi nói với em cái ba bây giờ rất là lạ, ba giờ rất là lạ đi nào. Anh đặt không quấn nguyên đường tròn. Nãy tôi nói đem cái thao bằng bằng là để vậy nè, mình đẩy đi không có lệch không dễ, mình đâu có xách đi làm gì cho cực. Nếu mà đem cái thùng cái vuông tròn tròn á thì đi nó lật liền, mình không có thể để vậy được. Cái thao bằng bằng là vậy, lý do là vậy. Nếu đi một mình á, các bạn cột cuộn dây vô cái eo, cột cuộn dây vô cái thao, đi tới đâu lâu rồi đâu đó khỏe. Một cái đèn ở trên đầu đội tay gỡ thôi vậy là đủ. Ê, dính được một con nữa kìa. Cái gì vậy? Cá rô biển. Cá biển nữa hả? Cá rô biển không vậy? Mày mới dính.
Mới Vinh hả? Gọn ra. Nhớ là mình gỡ là mình đưa thao vô cái là cá nhảy ra, con nhảy sót nó nhảy vô thao kìa. Hồi xưa tôi cứ đem mà không có để kê vô, gỡ ra cái là nó nhảy xuống trong cái tấm. Bị xảy nhiều lần rút ra kinh nghiệm. Ở trên kia có cái đèn à, chắc người ta cũng đi xe máy hả? Hồi nãy có một cái chú kia ổng đi qua cái đồng bên kia. Nói cái gì coi ổng nhiều hơn mình không? Chắc nhiều hơn quá. Ổng nhăn nhiều lưới lắm. Ngàn thước á. Đây, con cá khổng lồ luôn này. Chết hay gì vậy? Chết lâu luôn. Mình này chết lâu. Chiều vào 3 tiếng chắc dính liền quá. Cái này bự hả? Sớm. Thì khuya nay mình phải đi một lần nữa chứ, nếu nó dính cá chết hết. Cái này bự nhỉ. Cá ngon. Các bạn thấy cá ngon. Mập hết, mập luôn rồi. Cá này là cá đồng chính hiệu. Kho chiên gì nó cũng không. Cá đồng chính hiệu á. Cá đồng là nó lên đây là cái đồng nè, cá nó chạy trên đồng. Cá đồng chính hiệu đó. Đó là cá đồng đó. Nè nhìn cái mập nó kìa, nó có chữa đó, chứ bị lên đây nó đẻ đó. Đó. Chạy lên đẻ đó. Chuột hay gì vậy? Con này khó mở nè. Cá nhỏ nó cũng dính luôn, cá bự cũng dính luôn. Mà chủ yếu là cá rô. Tại vì cá rô nó có tập tính là di cư. Mùa lũ hay là rồi mưa nó sẽ di cư lên đồng nó đẻ. Nên nó đi nhiều, nó đi. Nên mình giăng lưới là thường bắt được cái này. Còn những loại như cá trào, cá lóc á, cá chê á, mình giăng nó khó dính hơn. Một phần nữa cá rô có nhiều, rất là nhiều ngạnh gai nè, dễ mắc lưới. Còn ai đây? Ơi, dính được con hả? Con cuối cùng. Con này lâu. Tưởng không dính đây, rô rào hả? Đầu tiên là cá rô kết thúc cũng vậy. Tưởng nó không dính con nào nữa chứ. Con này nó quậy gì mà quậy nhiệt tình luôn. Nó nùi lắm. Bốn phân thì dính khoảng 3-2-3 ngón tay. 3 phân rưỡi thì nhỏ hơn xíu. Đúng không? Cá này không biết ngoài chợ nó bán bao nhiêu ký ta. Cá 40 gì không? Bên Sài Gòn thì hơi mắc. Sài Gòn không có đâu, nó nuôi không. Cá nào ở Sài Gòn cá nó mà lớn vậy nè. Cá bự quá ha. Ăn 3-4 người ăn chừng 2-3 con à, không ăn nhiều. Cá nó ăn không có ngon, thịt nó bở ra. Này, thành quả. Đem về. Khá ta cá bự quá ha. Ok. Điểm người mấy con Quy? Này. 6, 8, 10, 11 con. Vậy là đủ chiên rồi. Mai ăn thêm đám rau lan nữa. Bây giờ mình gửi thêm một cái nữa là... Sáng là mà, cái khuya này bọn tôi đi một chập nữa là có nhiêu đây nữa là ok. Chiều giờ có 3 tiếng mà. Rồi, đi về. Rồi, hẹn các bạn sáng mai bọn tôi sẽ làm cái món cá chiên chấm rau lan bông súng nha. Hấp dẫn vô cùng luôn á. Co giãn đàn hồi cực kỳ tốt này, kéo ra mọi người nha, nhìn cho em nó giãn nhưng mà nó sẽ không bị giãn hẳn ra mà nó sẽ có cái độ đàn hồi cực kỳ là tốt cho mọi người. Cho nên là khi các em mặc lên người thì sẽ vô cùng dễ chịu, thoải mái cũng như là thấm hút mồ hôi. Đó, năm màu của nhà em ở đây thì màu nào cũng rất là đẹp và nhà em sẽ có đủ size cho tất cả các anh là từ 45 cho tới là 90kg mọi người nhé. Nhận hàng cứ yên tâm mở ra kiểm tra thoải mái cho bên em trước khi đánh toán, ok chưa ạ? 5 áo cho em kèm số điện thoại, 10 áo kèm số điện thoại, có số điện thoại mình có đơn hàng thành công cho em nhé. Màu này của nhà em ở đây sẽ là tông màu đen này. Tiếp nữa em có ở đây là tông màu xám nhé mọi người nhé. Màu ghi xám cho em, màu nào cũng rất là đẹp mọi người ạ. Form dáng lên rất là chuẩn chỉnh luôn. Khi nhận hàng là mọi người cứ yên tâm, mình mở ra mình kiểm tra cho em thoải mái trước khi đánh toán nhé. Đấy, chẳng bao giờ mà
có một cái mã áo gọi là thunner lạnh dài tay co giãn đẹp như thế này, hàng nó xịn như thế này mọi người nhá. Mà giá hôm nay em chốt chỉ có 199.000 năm áo đâu, hôm nay lại còn miễn ship về tận nhà cho tất cả các chị nữa đi ạ. Màu này thì mọi người lên cho em, đây sẽ là tông màu xanh than, xanh biển đậm nha mọi người nhá. Thôi xanh than đi, xanh than cho dễ chốt mọi người nhá. Màu này lên cho em, đây sẽ là màu xanh than giúp em nhá. Và tiếp nữa nhà em sẽ có đây cho mọi người sẽ là cái tông màu trắng mọi người này, màu rất là đẹp luôn nhá. Nhà em có 5 màu thì cho canh là mình chọn màu thoải mái luôn, chọn size cứ thoải mái luôn cho em nhá. Đó, mình chọn 5 màu cho em nhá. Cứ nhớ cho em là giá nhà em lên đơn 199.000 năm áo, chốt cho em combo 5 áo là được nhá. Màu này của nhà em đây là màu trắng, và tiếp nữa em có đây sẽ là tông màu xanh biển nha mọi người nhá. Xanh biển, xanh than này, màu trắng này, màu đen này và màu ghi xám, 5 màu cho em nhá. Màu này thì là màu xanh biển cho em này, form dáng rất là đẹp này, mặt trước mặt sau rất là chuẩn chỉnh luôn. Co giãn đàn hồi rất là tốt nhá. Chất này là chất thun lạnh co giãn 4 chiều cho em, mặc nó thoải mái và thấm hút mồ hôi cực kỳ. Cổ tròn, tay dài cho em, chuẩn chỉnh từng đường may mũ chỉ, ok chưa? Logo in ép nhiệt cao tần cho em, không bay, không sủ, không chóc, giặt máy giặt tay thoải mái, ok cho em nhá.